Kính chào quý vị, tôi là MC Ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin điểm báo 11 giờ hôm nay, mời quý vị cùng nghe những thông tin tổng hợp vừa được cập nhật. Những thông tin được đăng tải trên trang dinhdiu.vn, vnaccess.net, vov.vn và nhân dân.vn. Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay. Ngày 4 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022 về tình hình kinh tế, xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2022. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, thúc đẩy mạnh việc giải phóng mặt bằng, trong đó vai trò quan trọng của chính quyền địa phương, bố trí vốn đủ để thực hiện các dự án và giải ngân hiệu quả các nguồn vốn. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp rà soát, nếu còn vướng mắc thì tháo gỡ ngay để có các mỏ, đủ nguyên vật liệu cho các dự án. Ngoài ra, Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp nghiên cứu khai thác các công trình lưỡng dụng như các sân bay Thành Sơn Ninh Thuận, Chu Lai Quảng Nam, Na Sản, Sơn La. Trung Quốc thông báo tạm dừng xuất nhập khẩu qua Lào Cai. Thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết, bắt đầu từ ngày 4 tháng 7, phía Trung Quốc tạm dừng xuất nhập khẩu toàn bộ hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành thành phố Lào Cai do phát hiện dấu hiệu bất thường trên hàng hóa. Trước đó không lâu, vào ngày 25 tháng 6, sau hơn 4 tháng tạm dừng, phía Trung Quốc nhất trí thí điểm cho một số nhóm hàng trái cây gồm vải thiều, thanh long, chuối, xoài của Việt Nam thông quan trở lại qua Lào Cai. Tuy nhiên, thực tế năng lực thông quan rất nhỏ giọt. Ngày cao nhất mới chỉ có 25 xe hàng được giải quyết qua biên giới. Thông báo tạm dừng từ phía Trung Quốc không ấn định thời gian mở cửa trở lại. Trong khi đó, tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành hiện vẫn còn khá nhiều xe hàng, bao gồm cả mặt hàng qua quá tập kết trong các kho bãi chờ thông quan. Kiến nghị miễn học phí bậc trung học cơ sở, lùi lộ trình tăng học phí các cấp. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa kiến nghị chính phủ miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở ngay từ năm học 2022 đến 2023 đồng thời lùi lộ trình tăng học phí các cấp học, từ bậc mầm non đến đại học. Đối với cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, xác định mức trần học phí tối đa hệ số 2 lần so với cơ sở chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, giữ nguyên như quy định tại Nghị định 81. Đối với cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, thì được xác định mức trần học phí tối đa hệ số 2,5 lần so với cơ sở tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, giữ nguyên như quy định tại Nghị định 81. Cũng tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ lưu ý Bộ Giáo dục và Đào tạo cần khẩn trương làm việc với các bộ, ngành hữu quan, trình Chính phủ để ban hành nghị quyết về các nội dung nêu trên cho kịp triển khai từ năm học 2022-2023. Ba người phải nhập viện sau khi ăn nhộng ve sầu ở Đắk Lắk. Sau khi đưa một số nhộng ve sầu ra nhờ đầu bếp chế biến, một nhóm người đã cùng nhau ăn thử. Hậu quả ba người đàn ông nhập viện trong tình trạng lơ mơ, trong đó một bệnh nhân hôn mê, co giật. Theo bác sĩ điều trị cho các bệnh nhân cho biết, trên thân của nhộng ve sầu và xác ve sầu có một loại nấm cực độc, không phân quỷ ở nhiệt độ. Vì vậy, dù có nấu chín cỡ nào, nấu lâu bao nhiêu đi nữa thì loại nấm này vẫn tồn tại và ký sinh trong thịt của con ve sầu. Do đó, khi ăn nhộng ve sầu và xác con ve sầu thì con người sẽ bị nhiễm loại nấm này. Loại nấm này cũng gây hậu quả khó lường và có thể đe dọa đến tính mạng. Triệu chứng lâm sàng của người bệnh khi nhiễm loại nấm này là từ mức độ nhẹ đến mức độ trung bình và nặng như hoa mắt, chóng mặt, rối loạn tuần hoàn não, thiếu máu não, nôn ói, đau đầu, lơ mơ, co giật, thậm chí suy hô hấp, trụy tim mạch và gây tử vong. Hiện nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho người bệnh khi nhiễm loại nấm này, chủ yếu điều trị triệu chứng và giải quyết hồi sức cấp cứu để cho cơ thể đào thải ra ngoài. Tuy nhiên, để chờ đào thải ra ngoài thì rất nhiều hậu quả khôn lường. Do đó, nếu như không biết cách chế biến, cách làm nhộng ve sầu và con ve sầu thì người dân không nên sử dụng và hết sức cẩn trọng. Tiếp tục bản tin là những thông tin thế giới đáng chú ý. Du lịch Thái Lan hành trình phục hồi khó khăn từ hợp cá Phuket và quả ngọt đầu mùa. Một năm sau khi ra mắt mô hình hợp cá Phuket, Phuket Sandbox vào ngày 1 tháng 7 năm 2021, Thái Lan đang là một trong những nước dẫn đầu quá trình phục hồi du lịch tại Đông Nam Á. Quốc gia này cũng bãi bỏ quy định về đeo khẩu trang, cho phép các quán bar mở cửa muộn. Khu vực này hiện đã mở cửa hoàn toàn cho du lịch trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, thách thức trước mắt còn rất lớn. Trung Quốc, thị trường khách du lịch chính của khu vực, vẫn đóng cửa, giá vé máy bay cao và một số sân bay quá tải vào thời gian cao điểm. Bên cạnh đó là nỗi lo lạm phát, lãi suất tăng và tiền tệ đang suy yếu. Mặc dù vậy, COVID-19 vẫn đang là nỗi ám ảnh lớn nhất. Singapore và Indonesia đã cảnh báo về số lượng người lây nhiễm gia tăng, và ngành công nghiệp du lịch sẽ đối mặt khó khăn khi các chính phủ có thể áp đặt các hạn chế mới trong những tháng tới. Sanofi cung cấp 30 loại thuốc phi lợi nhuận cho quốc gia thu nhập thấp.
Theo kế hoạch, các loại thuốc điều trị trên sẽ được cung cấp dưới nhãn hiệu Impact, một nhãn hiệu thuộc đơn vị y tế toàn cầu không nằm trong lĩnh vực kinh doanh thương mại được Sanofi thành lập. Các loại thuốc trong danh sách cung cấp phi lợi nhuận của Sanofi nằm trong danh mục dược phẩm thiết yếu của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO và là những loại thuốc vốn khó tiếp cận ở những quốc gia thu nhập thấp nơi gánh nặng bệnh tật ngày một lớn hơn. Ngoài insulin, loại thuốc dành cho người mắc bệnh tiểu đường, danh sách thuốc nói trên cũng bao gồm các loại thuốc điều trị ung thư, ổn định huyết áp, sốt rét, lao và nhiều bệnh lý khác. Danh sách những quốc gia được tiếp nhận thuốc Sanofi phi lợi nhuận chủ yếu là những nước ở châu Phi như Niger hay Zimbabwe, các nước bị chiến tranh tàn phá như Syria, cùng một số quốc gia châu Á như Campuchia, Myanmar hay Pháp tạm dừng trục xuất sinh viên nước ngoài liên quan xung đột Ukraine. Chính phủ Pháp ngày 4 tháng 7 cho biết nước này sẽ đình chỉ việc trục xuất các sinh viên nước ngoài, vốn là những người rời khỏi Ukraine liên quan tình hình xung đột tại nước này. Hiện có khoảng 3.500 công dân nước thứ ba, bao gồm cả sinh viên, đã từ Ukraine tới Pháp lánh nạn. Chính phủ Pháp tin rằng chưa đến 200 sinh viên sẽ có thể ở lại Pháp sau khi nộp lại đơn xin nhập học vào tháng 9 tới. Ngay từ khi cuộc xung đột tại Ukraine bắt đầu nổ ra hồi đầu năm nay, Liên minh châu Âu EU đã thống nhất quy định rằng những người tị nạn phải trở về quốc gia xuất xứ của họ khi có thể đảm bảo được sự an toàn. Thưa quý vị, vào rạng sáng ngày 29 tháng 6, do mưa lớn dồn dập, trường Trung học phổ thông Lâm Bình, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình bị ngập sâu. Một lượng lớn bùn, đất, đá theo nước lũ tràn vào các lớp học. Hơn 100 em học sinh bị cô lập trong khu nội trú, nguy cơ cao ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe nếu không được ứng cứu kịp thời do nước lũ đang tiếp tục dâng cao. Ngay sau khi nhận được tin báo, đồng chí Quan Ngọc Hoàng đang được nghỉ phép về thăm gia đình, đã khẩn trương đến hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn. Trên đường đi, đồng chí phải nhiều lần bơi qua dòng lũ xiết để tiếp cận hiện trường thực hiện công tác cứu nạn. Bằng kinh nghiệm, kiến thức, nghiệp vụ đã được huấn luyện chuyên nghiệp, bài bản của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, đồng chí đã nhanh chóng trấn an tinh thần các em học sinh, hướng dẫn và đưa toàn bộ các em học sinh đến các vị trí an toàn, tích cực phối hợp với lực lượng tại chỗ triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ di dời tài sản, trang thiết bị. Biểu dương hành động dũng cảm quên mình của đồng chí Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có hình thức khen thưởng xứng đáng, kịp thời động viên, ghi nhận, tạo động lực mạnh mẽ để bản thân đồng chí và toàn lực lượng phấn đấu, tiếp tục phát huy những phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân. Thưa quý vị, Hồ Ba Bể là khu du lịch sinh thái nổi tiếng của vùng Đông Bắc Việt Nam với nhiều phong cảnh kỳ thú và đa dạng về sinh học. Đến với Hồ Ba Bể, du khách sẽ được đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, được thưởng thức những món ăn truyền thống, được khám phá bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc nơi đây. Cũng là một trong số các danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở khu vực miền Bắc, Hồ Ba Bể tại Bắc Cạn là một trong số các hồ nước ngọt lớn nhất trên thế giới hiện nay. Hồ đã có lịch sử hình thành cách nay hơn 200 triệu năm và là điểm du lịch thu hút rất nhiều du khách. Giữa hồ có hai đảo nhỏ gọi là An Mã và Bà Quá. Hàng năm, Hồ Ba Bể đều là nơi tổ chức lễ hội lồng tồng theo văn hóa của người dân sống quanh khu vực hồ. Hồ Ba Bể khoác trên mình sự hùng vĩ của núi rừng và một nét duyên dáng, mềm mại với làn nước hòa quyện cùng trời đất, núi rừng bao quanh, lúc xanh rêu, lúc xanh lam, khi lại lẫn sắc vàng của bóng cây, khi lại sắc trắng của những đám mây. Nếu một lúc nào đó bạn cần chút bình yên, cần sự tĩnh lặng thì hãy tới Ba Bể. Nơi đó sẽ không làm bạn thất vọng. Ba Bể như một viên ngọc bích giữa núi đồi Đông Bắc, thật trong lành, tinh khiết và thanh tao. Thưa quý vị, mũi Hảo Vọng là nơi giao thoa giữa Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương, nơi thông thương hàng hải châu Á. Mũi Hảo Vọng được xem là địa điểm ít biến đổi trong vòng 500 năm qua, kể từ khi nhà thám hiểm Bồ Đào Nha Ba Ptolemy O'Dias khám phá nơi này. Tuyến đường vòng qua Cape Hope tuy quan trọng, nhưng vùng biển cạnh nó vẫn là nơi nguy hiểm có tiếng trên thế giới. Phía nam Cape Hope là vùng có gió Tây thổi mạnh, trên mặt biển rộng mênh mông không có gì che chắn nên sóng lớn. Trước khi kênh đào Suez được xây dựng năm 1869, mũi Hảo Vọng là con đường lưu thông duy nhất trên biển giữa châu Âu và châu Á. Nơi đây chỉ còn mở cửa đón khách du lịch đến ngắm cảnh. Một hải đăng khác được xây dựng để thay thế, chỉ cách mặt biển hơn 80 mét. Đến đây, cảm xúc của du khách dâng trào, sự vĩ đại, hào phóng, lãng mạn của thiên nhiên, sự dịu dàng, biết xanh, quyến rũ của biển cả, tình yêu, niềm hy vọng, lao động sáng tạo vô biên của con người. Mũi Hảo Vọng là điểm đến đẹp nhất, không thể bỏ qua khi tới Nam Phi quý vị thân mến. Bản tin trợ lý ảo điểm báo trưa nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 18 giờ. Thân mến chào tạm biệt.